Đồng Thảo và tiết mục tạp chí truyền hình của quê hương Media xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, Đồng Thảo xin được giới thiệu quý vị một bài viết khá thú vị của nhà văn Giao Chỉ ở San Jose. Đã viết trong mùa Valentine năm nay với tựa đề là Valentine trong chiến tranh. Quả thực, Hiệp Trung Quốc là đất nước phú quý sinh lễ nghĩa. Tháng 2 hàng năm là tháng của tình yêu, bày tỏ tấm lòng của con người với con người. Tháng 2, nhà văn gọi là tháng tình yêu thăng hoa. Tháng làm đẹp lại lòng thương yêu đã tàn lụi, làm mới lại mối tơ duyên đã phai màu. Bây giờ, nhập gia tùy tục, người Việt Nam tại Mỹ cũng Happy Valentine. Và nhà viết bình luận cũng phải có đề tài về ngày tháng của tình yêu. Tại sao lại có Valentine vào tháng 2 mỗi năm? Nhiều câu chuyện lịch sử rất mơ hồ, truyền tụng từ cả ngàn năm, pha trộn giữa nguồn gốc tôn giáo và xã hội. Sau cùng, hầu hết các nước Tây Phương và Mỹ Châu đều mừng lễ hội Valentine, mời nhau bữa tiệc, tặng hoa, trao thiệp, viết lời yêu thương, và giá trị nhất là những lá thư, những lời bày tỏ bằng chữ viết gửi cho nhau. Trong nhiều chuyện Valentine từ thuở xa xưa, người ta có ghi lại một huyền thoại cảm động. Có chàng trai trẻ ở tù đã đem lòng yêu thương cô con gái của viên chúa ngục. Anh chàng tên là Valentine đã tự viết ra một tấm thiệp đầu tiên cho chính mình và ghi hàng chữ From your Valentine. Thành ngữ này vẫn còn dùng trên các thiệp in bán ra hàng triệu tấm mỗi năm. Trong tấm thiệp còn có bức thư gửi người yêu thầm kín mà người tử tù để lại sau khi chết. Đó là năm 269 trước khi Thiên Chúa ra đời. Từ đó, lá thư tình bất diệt của người tù Valentine mở đường cho lời bày tỏ tình yêu vĩnh cửu tháng 2 của mùa lễ hội Valentine. Đối với quý vị, câu chuyện đã gợi ra được những kỷ niệm gì trong thế giới về cuộc sống chúng ta? Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một cảnh, mỗi người mang một mảnh đời khác biệt. Những cánh thiệp hồng, những lá thư tình thời học sinh, những bài ca tình thơ của lính, bài Phượng Hồng tuyệt tác thi sĩ đã viết về cậu học trò có lá thư Valentine ngập ngừng, đem tới lại đem về. Từ những cậu bé lớn lên giữa thời binh lửa, thưa chiến trường đầy vơi nước mắt, kéo dài 20 năm với những ngày hạnh phúc quấn khăn tang. Sau cùng, oan nghiệt nhất là thư từ chạy tù cải tạo, tràn đầy cay đắng trong những kỷ niệm vừa đau thương vừa huy hoàng của một thời đã qua. Đó là câu chuyện Valentine trong di sản chiến tranh. Về câu chuyện những cánh thư Valentine của chiến trường Việt Nam, thì Asia đã có cảm hứng làm ra một tác phẩm DVD phát hành năm trước. Tuy nhiên, những câu chuyện mà chúng tôi kể ra sau đây sẽ không bao giờ còn có dịp giới thiệu với bà con Việt Nam. Cách đây 9 năm, vào ngày 6 tháng 2 năm 2005, một cô gái Sài Gòn tên là Hoàng Hoa từ Việt Nam phổ biến cho người Việt hải ngoại qua diễn đàn Thủ Đức một tài liệu làm người đọc vô cùng xúc động. Đó là lá thư tình cảm 20 trang viết tay của chuẩn úy Trần Văn Quý. Lá thư của anh sĩ quan trẻ tuổi từ chiến trường Kon Tum chưa hề có nửa mối tình đầu, viết cho cha mẹ và cho người chị gái tại Sài Gòn. Thư chưa bao giờ được gửi đi vì người ta chỉ tìm được trong túi quân phục của tự sĩ chết đúng vào ngày 6 tháng 2 năm 1974. Cô em gái nhỏ của gia đình
đã cất giữ kỷ vật suốt 31 năm để phổ biến vào tháng 2 đầy tình cảm. Tuy nhiên, phải là người trong quân ngũ mới thực sự rung động vì những lời ghi lại trong lá thư là hồi ký chiến trường của một chàng trai trẻ đi trả nợ binh đao. Chuẩn úy quý ra trường Thủ Đức vào tháng 10 năm 1973, đã chọn về tiểu khu Compton. Ngày 11 tháng 11 năm 1973, được giao chức vụ trung đội trưởng trung đội 3, đại đội 2 thuộc tiểu đoàn địa phương quân Compton, đóng bên bờ sông Đạp La. Chỉ vừa nhận đơn vị 3 giờ đồng hồ thì đơn vị giải tán, quân số chuyển qua đơn vị khác, và anh chàng chuẩn úy Thủ Đức còn ngơ ngác với đầu tóc học trò, đã trở thành sĩ quan thẳng số, đi theo tiểu đoàn hành quân, nhưng không có một người lính trong tay. Và cuộc đời binh nghiệp bắt đầu với những diễn tiến đau thương, cười ra nước mắt. Tuy là sĩ quan, nhưng vẫn còn lãnh lương trung sĩ, theo quy chế sinh viên, được chia gạo nhưng không có thực phẩm. Chuẩn úy quý hết sức nhẫn nại, lóc chóc phát súng theo đơn vị như một tân binh thẳng số. Từ quan đến lính chẳng ai quan tâm, chưa hề có kinh nghiệm nên cũng không chuẩn bị quân trang đi tác chiến trong rừng. Những lời anh viết trong thư rất chừng mực và bình thản. Anh kể chuyện xảy ra hàng ngày, không hề có một lời than van. Anh không viết một chữ tuyên truyền ồn ào giữa ta và địch. Hết sức tử tốn và đơn giản, anh sĩ quan trẻ viết về những ngày tháng đầu đời quân ngũ để gửi cho chính mình, gửi cho cha mẹ và anh chị. Tác giả không bao giờ nghĩ rằng câu chuyện kể ra sẽ được chúng ta đọc vào hơn 40 năm sau. Tập bút ký dưới hình thức thư nhà tràn đầy yêu thương mà ngày nay chúng ta có thể gọi là Valentine của tình người. Định mệnh đã đưa những người trai xa lạ đến sống bên nhau và cùng chết bên nhau trong một đơn vị rất tầm thường ở miền núi rừng xa thẳm gọi là Tân Cảnh, Compton. Họ không phải là thiên thần mũ đỏ hay cọp biển mũ xanh, tuyệt đối không có một chút gì là lãng mạn oai hùng. Từ tháng 10 năm 1973, mặt trận Compton đã được giải tỏa. Khói lửa trận mùa hè đỏ lửa 72 đã tạm thời lắng dịu. Các đơn vị tổng trừ bị đã rút về, chỉ còn lại địa phương quân cấp chi khu ngày đêm chống lại quân du kích và địa phương cộng sản. Sau một thời gian đeo lon chuẩn úy mà sống như binh nhì, anh sĩ quan Thủ Đức nhận được lệnh để đóng vai trung đội trưởng. Trung đội của anh sau cùng có được 8 lính, trong đó có 2 lính thượng và 6 lính lao công đào binh vừa được thả từ quân lao Gò Vấp. Có một ông trung sĩ già làm trung đội phó. Đó là hoàn cảnh của anh thiếu úy Sài Gòn 20 tuổi, chưa hề ra trận. Sẽ cầm trung đội 10 người để chiến đấu ở tuyến đầu Compton, chặn đường nam tiến của binh đoàn cộng sản. Chuẩn úy quý tả cảnh phải chiến đấu với núi rừng đèo cao rất thẳm và đói khát giá lạnh. Từ đỉnh đồi 945 thước cao, anh lính học trò chỉ huy lính đào binh ngó về thành phố Compton mà nhớ Sài Gòn, nơi chân trời xa thẳm có cha mẹ, bạn bè và các cô gái hậu phương anh chưa hề tỏ tình. Xin đọc một đoạn trong lá thư của chuẩn úy Trần Văn Quý. Trên đỉnh đồi 949 mét nhìn về thành phố Compton, con thấy nhớ nhà làm sao ấy. Ở đây mỗi ngày chỉ viết một trang, vừa làm nhật ký vừa làm thư, và cũng là lúc đang suy tư về gia đình. Bây giờ chỉ có cách chờ ngày về dưỡng quân mới bỏ thư được. Chắc sau gần một tháng trời bật tin ở nhà cũng trông thư con lắm, nhưng vì chiến cuộc con cũng chẳng biết làm sao hơn. Nếu thư liên lạc thường xuyên không được thì sau ngày hành quân con sẽ gửi về nhà một lá thư dài thế này để bù lại
những ngày gửi thư lẻ tẻ. Cho đến cuối năm 1973, trung đội 10 người của chuẩn úy quý chạm súng lần đầu tiên, lại là một trận đánh ngắn ngủi và đau thương hết sức. Đại đội cho lệnh chia trung đội làm hai, một nửa tung quân ra tiền thám và một nửa giữ vị trí. Giữa rừng già, cây cối, núi đồi chằng chịt, ông trung sĩ phó nằm cố thủ với ba anh lính ba gai, cậu chuẩn úy với năm anh lính du côn và lính thượng đi mở đường. Bỗng nhiên có tiếng súng ầm ĩ phía trước, một anh lính của trung đội trúng đạn bị thương. Chuẩn úy quý đứng sững như mơ ngủ, anh lính thượng đeo máy lao vào bụi rậm. Tay lính xuất thân từ quân lao vào Gò Vấp la lên: "Thiếu úy nằm xuống!" Tôi chợt nghe xa xa có tiếng của trung sĩ trung đội phó: "Chết rồi, bắn nhầm lính của ta rồi." Chuẩn úy quý dẫn lính đi một vòng rồi lại về chỗ cũ: "Nên quân ta tưởng chạm địch rồi bắn nhầm." Bút ký kể lại chân thật, không hề che giấu và cường điệu. Đây là những tài liệu chính xác nhất của chiến trường. Cho đến trận sau cùng, theo lời thuật của cô em gái ghi lại như sau: "Anh tôi là cựu sinh viên trường sĩ quan trường bị Thủ Đức. Anh đã hy sinh tại Kon Tum ngày 6 tháng 2 năm 1974. Kỷ vật còn lại: tấm thẻ bài, vài tấm hình và một bức thư dài chưa kịp gửi. Vì suốt thời gian hành quân không thể gửi thư về nhà được, kể cả kỳ tiếp tế, vì máy bay có đáp xuống được đâu mà chuyển thư." Bức thư đó đã được tìm thấy trong túi áo của anh. Chiến hữu cùng đơn vị kể rằng quanh xác anh nằm vương vãi nhiều đôi dép rô, tay anh còn nắm chút lựu đạn, một viên đạn xuyên đùi, nhưng viên xuyên qua sọ đã cướp đi mạng sống của anh khi tuổi đời chưa đầy 21. Suối Non Nước và đồi Tân Cảnh đã ghi lại dấu chân sau cùng của cố thiếu úy Trần Văn Quý: "Anh tôi đã hy sinh cho non sông, xứng đáng là trai nước Việt hào hùng, đã mồ hôi pha máu hồng viết thành sử sách. Xin cho tôi gửi hình ảnh và bức thư lên trang web Thủ Đức hải ngoại để linh hồn anh được ấm áp bên bạn bè chiến hữu." Như vậy, chuẩn úy Trần Văn Quý sau khi chết đã được truy thăng cố thiếu úy. Gia đình được lãnh lương chuẩn úy suốt 4 tháng, từ khi ra trường đến khi tử trận, và thêm tiền tử tuất bằng 12 tháng lương cấp thiếu úy. Từ khi rời bỏ gia đình Sài Gòn và quân trường Thủ Đức ra đi, anh Quý cứ mong ước và hứa hẹn nhưng chưa hề gửi được một đồng bạc tiền lương cho cha mẹ mua quà như đã viết trong thư. Và lá thư Valentine của tình thương gia đình chỉ được trao về cho thân nhân vào tháng 2 năm 1974, cùng với di hài tử sĩ khi anh đã chết sau hai lần nổ súng. Trận đầu tiên đánh nhầm quân ta, trận thứ hai mới thực sự chạm địch tại chiến trường. Đó là trận cuối cùng gói trọn tình thương trong tấm thiệp Valentine thứ nhất, lá thư Valentine bi thảm từ chiến trường năm 1974. Mời thưa quý vị, đó là bài viết của nhà văn Giao Chỉ ở tại San Jose trong mùa Valentine năm nay, với tiêu đề Valentine trong chiến tranh. Đồng Thảo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn nhà văn Giao Chỉ cho phép Đồng Thảo được chia sẻ bài viết này. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Tạp chí Truyền hình lần tới.